kia. Nhưng mà thực sự là nếu mà khi mà live ấy, mình tập trung mình hát, nhiều khi mình cũng không được như này lắm, đẹp đến mức xuất sắc lắm. Nhưng mà đó là tất cả những cái thật nhất. Bởi vì nhiều khi mình còn tập trung mình đang hát nên là cái thần thái của mình nó sẽ là cái thần thái của cái sự thật đó. Một cái đặc điểm nữa về kiểu live session kiểu như này đấy là mặc dù âm thanh được sản xuất rất là chuyên nghiệp nhưng vì là có âm thanh hiện trường nó sẽ không sạch và mượt mà như phòng thu, không có nghĩa là không hay nhưng mà cái yếu tố môi trường không gian đó nó tạo ra một cảm xúc riêng đặc biệt sẽ, và nếu mọi người là những người nghe nhạc chi ly chi tiết, mọi người sẽ nhận ra cái yếu tố đó trong các sản phẩm của Hương. Thì hy vọng các sản phẩm tiếp theo tung ra mọi người cũng sẽ tìm được những điều tương tự và những cảm xúc đặc biệt chỉ dành cho cái giây phút đó. Thứ hai nữa là về cái album Vol 2 á, nó là album Nữ Thần Mặt Trăng thì sẽ có, bây giờ thì album Vol 1 là tự mình viết toàn bộ, nhưng album Vol 2 sẽ có kết hợp với hai nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Trong đó một người xin được giấu tên và một người thì là anh Phan Mạnh Quỳnh. Một cái track đó rất là hay, Hương nghĩ là mọi người sẽ là thích cái track đó. Còn để mà sau cái album Vol 2 đó thì sẽ là hướng tới một cái live show của mình. Và giữa sau cái 6 tuần để mà ra cái studio season này thì Hương sẽ có một cái mini tour từ Bắc vào Nam. Thì cái đó sẽ để promote cái style âm nhạc này để mà mình ready để mình ra được cái album thứ hai và hướng tới cái live show. Đó là cái lịch trình trong sự kiện âm nhạc của Bùi Lan Hương trong năm nay. Còn bây giờ mình chắc mình quay trở lại cái studio season này ha. Bây giờ để cho anh chị em nhà báo là cứ thích hỏi gì thì hỏi thôi ha, để cho mình trả lời ha. Bởi vì nếu mà mình phô ra hết rồi thì cũng không còn gì cho những bài sau nữa. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đối với Hương á, cái làm MV performance rất dễ. Bởi vì nó không khác gì một cái MV bình thường. Ra đó đứng làm sao mà thay set cho thật đẹp và làm sao mình thật xinh. Cái này mới là cái khó. Cái live performance này mới là cái mà không control được. Và ngay tại hiện trường bất cứ điều gì xảy ra là mình phải chấp nhận cái điều đó. Thì cũng chia sẻ luôn là có lúc mà lọc tạp âm là mình phải đi tìm cái tạp âm đó ở đâu. Bởi vì là bên có người ta dựng cái hiện trường á, là phải ra chạy rồi xin người ta dừng dựng để mà mình quay. Bởi vì là tạp âm nó lọc vào mà nó vào là mình không có xóa đi được. Thì không cách nào mình xóa đi được. Nó hay ở cái chỗ là cái giây phút đó, cái thực tại đó là phải có thực lực mới làm được. Nếu mà không thể nào mà hát không hay, rồi bên đánh không có hay, đứng lên đó mà làm được. Vậy mình muốn nói ở đây là mình trân trọng những cái sự mà dùi mài, những cái sự mà hàng ngày quyết tâm về làm nghề của những anh chị em nghệ sĩ cùng với Hương. Vậy là nếu mà ai đã làm live studio season trước đây, Hương cũng rất là yêu thích, rất là trân trọng. Bởi vì là mình biết được là nó khó. Mình làm mình còn cảm thấy mình toát mồ hôi ra mỗi lần một cái take xong á, em muốn căng thẳng. Căng thẳng vừa bắt đầu vào hát mình vừa phải làm sao mà nó chill, nó hay mà nó lại còn phải đẹp, rồi nó lại tại chỗ đó mà bất cứ một ai sai hoặc là một ai ví dụ như điện thoại không có tắt dinh lên một cái là hỏng mất cái take đó. Mà mọi người biết là chỉ có 4 take thôi, không thể mà bắt Ben làm đi làm lại, nó rất chai cảm xúc, nó dở liền á. Nên là chỉ có 4 take thôi mà bất cứ một cái điều gì xảy ra là giống như là phải cầu trời khấn Phật là nó phải được trơn tru á. Đó là cái rất là stress của em và về cái hiện trường đó. Còn ví dụ câu hỏi thêm của anh về cái khó khăn về việc set up thì Thành là kỹ sư trưởng âm thanh ngày hôm đó thì Thành trả lời ha. Em có trả lời thiếu anh câu nào không ạ? Về cái ngoài việc các cái yếu tố âm thanh ngoại cảnh, ví dụ như là ekip trong đoàn làm phim, ekip âm thanh rồi của khu vực mình thu âm và ghi hình có các âm thanh ngoài vào, thì nội bộ trong chính những gì mọi người vừa xem trên xong cũng có tạp âm của những người khác chơi vào. Khác với studio khi mà mọi người thu từng người một và hoặc là mọi người ở các khu vực riêng khác nhau khi mà các âm thanh nó không lọt sang nhau, thì như mọi người vừa xem trên clip đó là Hương đứng rất gần bộ trống và thu thật ngoài đó thì mic của Hương bắt rất nhiều tiếng trống vào, và cái đó là cái chúng ta không thể kiểm soát được vì nó là trống acoustic. Mà thật sự là nếu mà mọi người đã từng nghe đi live nghe ở ngoài thì mọi người sẽ biết là bộ trống và những chiếc lá của bộ trống nó kêu rất là to, và thậm chí nếu Hương hát không khỏe tiếng trống trong mic của Hương nó còn kêu to hơn cả giọng hát của Hương. Thì đó là một điều để lộ ra, đó là thật sự tuy Hương có thể không mở miệng to nhưng lực hát của Hương rất khỏe và rất đồng đều. Và một điểm nữa mọi người có thể
lưu ý hơn về mặt âm thanh, đó là khi mà chúng ta thu sạch ở trong phòng thu thì việc edit rất là dễ. Ca sĩ có hát sai chúng ta có thể chỉnh lại. Nhưng khi mà cái mic của Hương bắt quá nhiều âm thanh bên ngoài, tức là trong đó có tiếng trống, có tiếng hát của Hương và tiếng lá của bộ trống, chúng ta không thể can thiệp vào tín hiệu giọng hát của Hương một cách sạch sẽ được. Và tất cả những gì mọi người nghe là tất cả những gì Hương hát ngoài đó mà không hề có một sự chỉnh sửa lại. Mọi người hay nghe từ autotune, cái này không hề có autotune. Tất cả những gì mọi người nghe là giọng thật của Hương không qua chỉnh sửa. Nếu có thì chỉ là reverb và echo là những cái vang để hỗ trợ thêm. Còn lại là giọng thật của Hương hết. À, và em cũng xin có một cái chia sẻ thêm là live ở phòng thu nó dễ hơn live ngoài hiện trường như này. Live mà trong studio mà mọi người lâu lâu xem á, nó sạch hơn, nó dễ hơn và set up nó cũng không lỉnh kỉnh như này, phải mang một đống thiết bị ra ngoài hiện trường xong rồi lại kết hợp với set rồi tùm lum la, nên là mọi người cũng yêu thương em thêm một xíu, bởi vì thực sự là nó rất khổ. Em lúc lúc em làm sao em nghĩ là tủ sâm mình phải làm cái khổ như thế này, mình cứ thu sẵn xong mình ra đấy mình đẹp xong rồi mình nói chung là rất là sung sướng, mắc gì mình phải ra đây mình khổ quá. Và mong mọi người sẽ highlight và thương cho Bùi Lan Hương vì cái sự rất là quyết tâm của em. Về phương diện sản xuất âm thanh cho season này của Hương thì toàn bộ thiết bị âm thanh là đã được quy chuẩn theo hệ touring giống như các nghệ sĩ bên Tây, tức ngay cả buổi season đó nó được đối xử như một buổi pre-programming cho các hoạt động sắp tới của Hương luôn. Và khi mà có sự pre-programming như vậy thì về sau khi Hương ra live show của Hương, mọi thứ đã được lập trình chính xác. Các cái visual và ánh sáng cũng sẽ đi theo cái gọi như mình đã chia sẻ ban nãy, đó là với các kiểu lập trình âm nhạc này thì 4 take của Hương như một, bắt đầu như nào và kết thúc cùng một mốc thời gian giống nhau. Giả dụ nếu bạn là người trong nghề làm về visual và edit, các bạn sẽ rất là trân trọng cái việc là âm nhạc nó ổn định như vậy. Giả dụ nếu đây là không phải là lấy các cái take thật của Hương thì về nhà edit cái session này của Hương cũng sẽ rất dễ, tại vì là Hương hát từ đầu đến cuối đều một khoảng thời gian nhất định và hát giống hệt nhau, mồm cũng rất giống nhau. Thì đó là một điều cái, có thể cái, highlight trong cái khác là ví dụ như là cái lực hát và cái cảm xúc tại lúc đó, và ví dụ như là cái câu solo của guitar nó sẽ khác từng take, bởi vì anh Hòa anh không viết câu solo ra, mỗi lần anh feel ra anh solo vậy. Rồi cái trống nó cũng không thể nào mà 100% như nhau được, tại vì người không phải máy, thế nên là cái trống nó sẽ cũng khác nữa, nên là cũng không có gắp lung tung được. Rồi anh Quân cái tay của anh nữa cũng không phải là mình vẽ ở trên cái DAW á, thì là mình vẽ là chụp như này thì là nó rất là 100%, nhưng mà người đánh là nó không thể nào mà thế được. Nên là có cái hay của nó là cái sự không hoàn hảo nhưng mà nó làm nên một cái tinh thần tuyệt vời của việc live. And so hazy là vừa thật mà lại vừa giống như là bị chóng mặt. Cái không biết là cái quan điểm của chị về cái giá trị thật và giá trị ảo như thế nào? Đối với mình á thì cái gì mà là thật mà nó hay á thì nó rất là được trân trọng, bởi vì là nó khó. Nó thật mà nó lại còn hay nữa, còn nó thật mà nó dở thì thôi ảo đi cũng được. Đối với mình là nếu mà nó thật mà nó không hay được thì hoàn toàn có quyền làm gì đó cho nó hay. Còn nếu mà nó thật mà nó hay được ấy, thì mình còn trân trọng gấp bội nữa. Đó là cái suy nghĩ của mình. Tại vì ngay từ đầu chị nhắc tới cụm từ no fake thì cái cách hiểu của nên của cái người nghe thì nên hiểu theo hướng nào, tức là chị chống lại những cái giá trị ảo hay là như thế nào? No fake ở đây mình có cái đằng sau mình có ghi là tôi muốn đem đến những điều chân thật nhất từ Bùi Lan Hương. Thì mình cái quan điểm của mình là mình không có nhận xét và đánh giá về người khác. Thế nên là mình muốn nói ở đây là từ Bùi Lan Hương với những điều chân thật nhất, không có giả tạo, không có bùa chú, không có chỉnh sửa, không có làm một cái gì đấy giống như là không có mà làm thành có. Tất cả cái này là có, thật sự và đúng với cái chất lượng của nó. Chị vì sao lại chọn bài mê muội đầu tiên? À, tại mong mọi người mê muội. Mong mọi người mê muội. Thì đúng rồi, mình
mình nghĩ mình làm sao mà nó phải hay nhất có thể, chứ còn làm mà nó hơi hơi hay, hơi hơi đẹp thì chắc là cũng không thể thỏa mãn được những cái con mắt khó tính của, đầu tiên là anh chị em báo chí là rất là khó tính rồi này, rồi đến khán giả bây giờ cũng rất khó tính, mọi người rất là, bây giờ mọi người biết lắm nha, mọi người nhìn là mọi người biết cái gì là nó đẹp, nó đáng mà nó thật, và cái gì nó chỉ là một cái sự make up lên thôi. Vì vậy là nó phải thực sự là mình phải chạm được đến cái đó, và mình tích cóp, mình đi diễn, nói chung là mình đi diễn đến mức mà mình cảm thấy mình bị sụi luôn ấy, mình đuối luôn ấy, nhưng mà mình nghĩ là à, mình phải tích cóp, mình phải cố gắng để mà mình có cái năng lượng, mình có tài chính để mà mình làm được những cái điều mà nó hay ho như thế. Nói thêm một chút về việc hát không rõ lời ha, thì là Bùi Lan Hương được trên mạng cũng hay gọi là ca sĩ hát bằng tóc ấy, tức là hát không thể mở miệng, thì nó giống như là một cái hình tượng ha, một cái hình tượng mà mọi người luôn nhắc tới chị như vậy. Thì không biết là khi mà trong quá trình mà chị thu cái live session này á, thì là có, hoặc là trước đó nữa chẳng hạn, hoặc là những khi chị đứng trên sân khấu chị hát chẳng hạn, có bao giờ mà chị cố gắng, tức là chị cố không mở miệng, tức là không phải là một, đây là phải một cái phong cách mà là đôi khi chị cố chị không mở miệng để tạo thành một cái nét riêng của mình không? À, cũng không đâu, bởi vì là với Dream Pop này thì cái phong cách hát nó phải là nó khác. Còn nếu mà với nhạc ballad là tình yêu vỡ nát nát như lâu đài cát thì là phải mở thôi. Nó là cái dòng nhạc khác nhau thôi, chứ không phải là mình cố tình mình làm cái trend nào đó đâu. Mình cũng nghĩ là hay là mọi người complain quá, hay mình ấy đâu, nhưng mà nếu mà bạn mở lời quá nó mất cái sự chilling feeling of this. You don't talk loud to make it softly. Đó, mình kiểu mình không có nói to để mà nó làm cho nó mềm mại được, nên mình nói nhỏ thì nhiều khi là có thể là mọi người nghe không rõ lời, thì sẽ cố gắng để tập một cái cách nào đó vừa nhỏ vừa rõ lời.